một đại lý khu vực phía Bắc đang giao bán chiếc Peugeot 2008 GT Line với giá chỉ còn 650 triệu. GT Line là phiên bản cao nhất của Peugeot 2008 với giá niêm yết là 769 triệu. Như vậy, giá thực tế đã giảm 119 triệu. Nếu so với giá niêm yết khi mới ra 829 triệu thì còn rẻ hơn nữa. Như vậy, giá mới đã đưa Peugeot 2008 GT Line xuống gần với Kia show nét bản cao nhất giá 624 triệu. Tuy nhiên, chỉ có một chiếc Peugeot 2008 GT Line là được nhận mức giảm này. Theo tư vấn bán hàng, đó là bởi đây vốn là chiếc xe demo xe chạy thử nay được hãng thanh lý. Chiếc 2008 này có năm sản xuất 2021, được đăng ký năm 2022 để chạy thử tại đại lý. Quãng đường đã đi đạt 6.000 km. Xe demo được nhiều người ưa chuộng nhờ giá bán thấp hơn hẳn xe cùng đời, o do thấp và có lịch sử bảo dưỡng chính hãng. Lướt qua các trang bán xe cũ, những chiếc Peugeot 2008 GT Line cùng đời thường được giao với giá ngang ngửa hoặc cao hơn, khoảng 650 đến 690 triệu. Tuy nhiên, số Ozo thì cao hơn hẳn. Có xe lăn bánh tới hơn 30.000 km vẫn có giá bán lại tới 670 triệu. Ngoài ra, nếu khách mua Peugeot 2008 mới thì vẫn có ưu đãi, nhưng giá trị không lớn bằng. Nhiều đại lý cho biết khách mua xe Peugeot 2008 trong tháng 8 này được giảm giá 30 triệu đưa bản tiếp xuống chỉ còn 689 triệu. Bản GT Lite cũng được giảm giá, nhưng giá trị thấp hơn, chỉ 11 triệu xuống còn 758 triệu. Peugeot 2008 ở Việt Nam chung phân khúc với Kia Celtis, Mazda CX-3, CX-30, Hyundai Creta, Toyota Corolla Cross, Honda hr Mitsubishi Fox sẽ gây ấn tượng ở thiết kế và trang bị, song khi mới ra mắt có giá bán nhìn chung là cao so với với nhiều xe trong phân khúc. Piu Dâu có thiết kế thời trang kiểu U, với mặt lưới tản nhiệt hình thang kích thước lớn đi cùng họa tiết 3D nổi bật. Hệ thống đèn pha hình móng vuốt sư tử, phía dưới là dải đèn LED ban ngày hình nanh sư tử tạo hiệu ứng thẩm mỹ. Bên hông xuất hiện những đường gân dập nổi, bộ la răng 17 in thiết kế 5 chấu kép. Cụm đèn hậu LED dạng ba nanh vuốt sư tử xếp liền nhau thống nhất với phần đầu xe. Không gian bên trong Piu 2008 hiện đại nhờ ngôn ngữ thiết kế e-cockpit. Trong đó, khoang lái mô phỏng buồng lái máy bay với thiết kế lấy người lái làm trung tâm. Một số trang bị nổi bật, có vô lăng xe bọc ra dạng đê cắt thể thao tích hợp đầy đủ các phím chức năng, màn hình trung tâm 7 in, tương thích Apple CarPlay Android Auto, khởi động dạng nút bấm, phanh tay điện tử, nút bấm chọn chế độ lái, hệ thống âm thanh 6 loa, ghế ngồi bọc ra, với hàng ghế trước thiết kế thể thao có tính năng chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ, hàng ghế sau gập 60-40 cả hai phiên bản sử dụng động cơ tiêu ở Tech 3 xi lanh 1.2, tăng áp kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất cực đại 133 mã lực và mô men xoắn 230 Nm.